Nhà cô âm thanh ánh sáng Du Tứ tại địa chỉ 185 đường Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương. Xin gửi lời chào tất cả quý khách cũng như anh chị trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh. Đã từ rất là lâu rồi, Du Tứ mới về được những dàn Soli 5.2, 7.2. Thì hôm nay ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022 dương lịch, Du Tứ về được một bộ dàn Sony 5.2 với 1200W Motegi. Mã của cái sản phẩm này là STRKM3. Thì nhìn chung tổng phổ cái dàn Sony 5.2 này nó còn rất là đẹp quý vị nhá. Còn rất là đẹp, đẹp long lanh luôn. Đẹp long lanh và zin hết toàn bộ anh em nhé. Đẹp long lanh. Với thiết kế là một âm ly, hai loa phone, hai surround, một center, hai sub. Bộ này thì nghe nhạc cho gia đình hoặc là xem phim rất là hay. Tuy nhiên thì với cái thời buổi công nghệ bây giờ thì để kết nối cho nó, khi người sử dụng cho nó năng động hơn, thì chúng ta có thể ghép thêm một cái vang, một con vang để chúng ta chỉnh bắt Bluetooth này cho nó tiện này, và điện thoại này. Không thì chúng ta cái lối TV, cổng HDMI, cổng quang, cổng AV cũng đều có hết. Thì chúng ta có thể kết nối thêm con vang là chúng ta hát karaoke. Thêm một bộ mic nữa là hát karaoke, là bộ này hát được cho không gian tầm phòng tầm khoảng 15m2 đến 18m2 anh em nhé. Đấy. Và quay cận cảnh cho anh em là rất đẹp, các góc cạnh. Các góc cạnh còn rất đẹp. Góc cạnh còn rất là đẹp. Đẹp long lanh nha anh em. Đây là cổng quang này. Ốp pico này. Cho TV này, chúng ta kết nối thẳng vào đây. Malaysia. Cổng HDMI. Cổng AV. Đó, đây là cổng ra loa. Và anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp Du Tứ 0974682663 qua Zalo. Bộ này Du Tứ báo giá là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng một bộ âm thanh xịn Soli Malaysia chính hãng, còn rất là đẹp. Siêu đẹp anh em nhá. Đấy, còn rất là đẹp. Anh em nào nhanh tay thì ring nhanh alo trực tiếp 0974682663. Anh em nào kết alo trực tiếp nha. Và xin cảm ơn đã theo dõi clip. Anh em nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh cho Du Tứ để cập nhật những sản phẩm nhạc cụ âm thanh. Và xin chào và hẹn lại tất cả quý vị cũng như anh em trên toàn quốc.